Sai ổng đi chợ mà mình không có yên tâm. Kiểu như người anh em người không có dám trả giá. Chứ mẹ nhím là cục thịt đó là 1.500 đồng thôi, chứ không có giá tới 2.000, đừng nói 2.500. Thôi mà kệ, không có trâu bắt chó đi cài đỡ. Để mình ở nhà có thời gian để mình làm cho xong cái mấy bộ đồ của ông Tiền Trẻ. Cái này là mẹ nhím tận dụng cái chỉ của chị Nhung gửi qua để làm mấy cái dây để rút trên cái nón của cái áo khoác á. Kiểu như là mình mua mấy cái dây dài cũng được, nhưng mà trong cái bộ đồ mà mình có một cái gì đó mình làm thủ công á, thì tự nhiên nó sẽ tăng giá trị của bộ đồ lên. Hoặc là thêu, hoặc là móc, hoặc là xỏ cái gì đó vô là nhìn sẽ khác liền. Have fun à? Aga? Help me remove this black something from this iron. You need scissors or anything. See, and see, cheat. It's okay. No, it's okay. Thank you very much. I'll have to finish this then. Hello, how are you guys? Hello, Xin chào. What's up, man? How are you guys doing? Me and my basa is making clothes too. Who making only iron? Me and my basa is making clothes. We are making new clothes too. You only sabi iron. And back. I'm in the factory now making clothes. But nobody can iron clothes and iron them like my husband. I sabi man.
Cái này là 3 phần khen thiệt còn 7 phần là thảo mai nghe. Kiểu như ở châu Phi nó có điện hợp hỡi dữ lắm, thì những lúc có điện phải tranh thủ tập trung vô làm, người ta ăn chân. Thì thường thì mẹ nhím sẽ may, ổng thì ủi đóng gói đồ này kia. Cái tay của ổng bự dữ lắm, ổng tập cho ổng may không có được, kiểu như ổng xỏ kim đồ không có được. Nhưng mà được cái là ổng ủi đồ gấp đồ rất là đẹp. Kiểu như ổng thích những cái việc như là sửa soạn trang trí mày mò rồi này kia gì đó. Đàn ông cũng giống như là mấy con đứa con nít gì đó. Cái chỗ nào mà vui vẻ, thoải mái á, là mấy ổng khoái nhào vô lắm. Còn mấy cái chỗ mà hằng học đá thúng, đụng nia, chửi bới hay là cầu xin xỏ khóc lóc là mấy ổng không có thích sáp vô. Thành ra là chị em nhà mình á, ai mà có những người chồng vô tâm giống như ông Cạp cách đây mấy năm á, thì có thể nghiên cứu cái kinh nghiệm riêng của mẹ nhím. Là mình làm bất cứ cái chuyện gì mà mình muốn mấy ổng nhúng tay vô phụ cho nó vui nhà vui cửa đó, thì mình cứ tỏ cái thái độ là ôi cái công việc này thú vị quá, vui quá, ôi em làm mà em phấn khởi, em ca hát, em cười nói này kia, làm mấy ổng thấy ủa làm gì vui với ta, làm mấy ổng sẽ nhập vô. Mà khi mấy ổng phụ vô rồi á, thì mới mà hoặc là không có kinh nghiệm thì nhiều khi mấy ổng sẽ làm hư. Nhưng mà đừng có chửi nha, hoặc là đừng có nhăn, đừng có chê, cứ trời ơi đẹp đó, ủa mới làm mà được vậy, em làm cả tháng trời chưa được vậy đâu. Cái này chút xíu, gắn chút xíu nữa thôi là ok đó. Nếu mà ổng làm mà không đẹp hen. Còn mà ổng làm mà được, được chút xíu là khen cho dữ vô. Trời ơi cái này đẹp nhất thế gian rồi. Trời ơi không ai bằng chồng em đâu rồi này kia. Nhiều bác sẽ nói là ui thảo mai quá, giả tạo, đóng kịch vậy ta là không được. Tao là cứ yêu trong lòng thôi, chứ nói ra miệng khó lắm. Nhưng mà mình nghĩ kỹ lại đi, mấy cái đứa ở ngoài đường á, con giáp thứ 13, 14, 15 á, nó đâu có yêu thiệt đâu. Nó yêu gì tiền đồ này kia, mang tiếng là yêu gì tiền, nhưng mà nó vẫn ngọt ngà, nó vẫn khen được. Thì mắc mớ gì mình là người vợ, mình là cái người mà mang tiếng là yêu thật lòng, chung thủy, trọn đời đồ này kia. Tại sao mình không nói được mấy câu đó? Cứ ép bản thân nói đi, nói từ từ là quen. Từ từ đi cho nó vui nhà, vui cửa. Chứ mình càng chê, mình càng chửi là nó sẽ càng tan nát gia đình mình thêm thôi. And for you say him very flat. That's it, no? Also, I hear that the iron here is not the same. I know. Because you, of the folding. I know. You know how good now. You know, but you iron clothes all the time. Uh-huh. If I sew finish. I don't like ironing inside. You're less if I had material. Trường hợp này là cái giải này nó có bên ngoài có lông, đáng lẽ mình phải ủi bên trong đúng không? À, thay vì mà mẹ nhím nói ổng là lông ở bên trong ủi đi, ủi vậy hư vậy hết này kia. Thì mẹ nhím gợi ý ổng là cái lúc mà em may á, em ủi keo á, em ủi bên trong á, thấy bên ngoài nó đẹp lắm luôn á. Đâu anh thử, anh ủi một chân bên trong, một chân bên ngoài coi cái nào đẹp hơn. Anh biết cái nào đẹp mừ rồi này kia đó. Là giờ hắn đang kiểm tra để hắn lộn bên trong, hắn ủi đó. Maybe you test in and out, let's see how it goes. Then we use one, test one leg, one leg. Mm-hmm. Can drink, yeah. Ah, young. If you want money till morning. In there, all the time. He is alive. Maybe. He can consume. You see our poor boy, but to have our butter boy. Young man can consume for you 24, but that is too great. Just from 4 o'clock p.m. till 9 o'clock p.m. Do mẹ nhím đang quay phim cho nên là nói tốt bản thân gì đó, chứ ổng với ông tiền trẻ cũng 49-50 chứ không có vừa đâu. Nhưng mà được cái là hồi trước ổng cũng nhậu hen, nhưng mà mấy năm gần đây là ổng giảm bớt rồi. Giống như kiểu là những cái lúc mà ổng đi nhậu á là mẹ nhím không có nhăn nữa. Hồi xưa là mẹ nhím áp lực dữ lắm nghe, tự áp lực bản thân, tự áp lực ổng luôn. Nhưng mà sau đó là mẹ nhím thấy à, ok, muốn đi, chừng nào chán rồi á là sẽ tự về thôi, miễn là đừng có lấy tiền của vợ đi nhậu là được đó. Cứ để cho đi nhậu rồi xỉn rồi quậy rồi người ta quýnh lộn chửi bới xỉ vả ổng đó, rồi ổng sẽ tự cảm thấy là không được, là bắt đầu về
thì về nhà thì thấy vợ con vui vẻ, nấu ăn nấu uống đồ, học bài đồ, hạnh phúc bên nhau đồ. Ông thấy ủa sao nhà mình đẹp tốt đẹp gì mình không ở, tự nhiên mình ra ngoài gây sự làm chi, là từ từ cái tự nhiên tự rút luôn à, chứ khỏi cần nhăn. Ta nói càng nhăn càng chửi là càng nhậu thôi. Since I know you well, like now you have seen my fine, fine mommy. Baby, can forget our past tense, make you know they carry the calm, our presence. Now you I know. Baby girl, now you I know. Oh, now you I know. Baby girl, now you I know. The plan is because the color of the hand, there is iron in the name, the nine, you have the iron, some of the clothes. But that hand cannot make clothes. I know now. The hand cannot make, even just touch the needle, you know, go break. This hand is for iron, iron something, hard something. Yeah. That is what this hand is made for. I want something. Just fall down the needle before I pick the needle. They don't pass. I cannot pick the needle. Said I'll just hold it like this, carry and pack inside one hand. And pick it up, the food. Before I shake you. See your hand. Is it not you that is calling my hand? No, but with that, you can give also. And what cannot control the. Control the good and high yet only. Wait, your hand will not touch that iron, you know? Must you go touch him? You will shoot you! Let me cover it. Okay, ma. Even money, you can. You anyhow, you know, touch your hand. Okay. Him already stay for a big get, ma. Đây là cái mẫu đồ thu đông bán chạy nhất mỗi năm ở tiệm của mẹ Nhiếm vào mùa này. Tháng 11, tháng 12, tháng Giêng là có thể bán khoảng tầm 300 bộ luôn. Chủ yếu là do cái thời tiết rất là lạnh. Thời tiết người ta là gọi là Hamata đó, lạnh mà khô, môi đồ nứt nẻ chân vậy đó. Cho nên là người thích những cái bộ đồ mà kính đá như thế này. Thường thì mẹ Nhiếm sẽ may xong là đưa lên tiệm, lính ủi, đóng gói rồi để bán. Phần nào khách đặt thì mẹ Nhiếm sẽ may riêng. Lính ở đây thì nó cũng may được. Những cái công đoạn dễ thì mẹ Nhiếm cũng để cho nó làm, mình trả tiền cho nó để trang trải cuộc sống đồ. Do ông tiền trẻ gọi là nhân vật thân thiết của ông mới nhận để cho mẹ Nhiếm may thôi, chứ hoàn toàn ở khu vực quê này là ông không cho mẹ Nhiếm nhận đồ của ai, dù là nam hay nữ đi nữa. Nói chung là ông không có cho mẹ Nhiếm dính líu hay là giao du với người xung quanh đây. Một phần là do ghen, một phần là kiểu ông không có yên tâm. Muốn làm gì thì làm ở thành phố thôi, với lại cái giá cả ở thành phố á, thì mới sống nổi, chứ mà ở dưới quê này người ta mua không nổi đâu. Một bộ nhỏ như thế này thôi, nếu mà tính ra tiền Việt Nam là khoảng tầm 400-450 đó. Chị thay nô bụ. Only that my hand is still need tall more, that's why you see here like this, but cannot toil again. No, no. So why like this now? Why still remain like this? Because somebody working too much, they do like it too much, so the skin here often eye. Okay. If you not work, you not see the skin. I think I will still grow, sir. Xin chào. Xin chào. Hello. 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 Hello.
do nhà nhiếm có người nước ngoài mà lại sống trong rừng vắng vẻ, rồi điều kiện xã hội bây giờ cũng phức tạp đó. Thành ra là ông Cạp không những ông có mối quan hệ với chính phủ, anh chị em bảo vệ này kia, mà ông còn có mối quan hệ với những cái thế lực khác nữa. À, nói chung là nắng chiều nào che chiều đó, à, gặp ai ổng cũng giao du kết bạn như vậy thì nó sẽ dễ cho nhà nhiếm hơn. Do ông Cạp ổng có quy ước là nếu mà ông tiền trẻ này muốn may đồ là chỉ được phép chọn những cái mẫu mà mẹ nhím chỉ cần nhìn cái tướng ổng là may là vừa thôi, chứ không có được đo, không có được đụng chạm, tới nó bị bệnh nan y, bệnh ghen nặng lắm. Thành ra là ổng phải là chọn mấy cái mẫu đồ thu đông như thế này. Chứ phong cách của ông tiền trẻ là ổng thích những cái bộ đồ kiểu như là quần tây, áo sơ mi đồ này kia. Cái giải hôm bữa chị Minh Phạm cho đó là đâu có để mẹ nhím may cho ông tiền trẻ đâu, ông tiền trẻ phải đi kiếm thợ may ở ngoài. Chứ mẹ nhím may mà phải đo đạc đụng chạm ổng là ông Cạp ông không chịu. Kể cả giao đồ này kia là ông Cạp ông sẽ tự giao đồ, ông sẽ tự bàn bạc giá cả đồ. Mẹ nhím chỉ thu tiền rồi về thôi, chứ không có được nói tới nó lui đồ này kia. Hú hồn nguyên cái series đồ gia đình này là mẹ nhím chỉ nhìn và may thôi. Thậm chí là vợ của ổng là mẹ nhím chỉ tưởng tượng ra thôi, chứ không có nhìn thấy mặt, tại vì bà đang sinh con á. Rồi mấy đứa con thì ổng chỉ nói là ở bao nhiêu tuổi vậy thôi đó, mà cũng hên là vừa với ổng là được. Nói chung cái tướng ổng là áp lực nhất, thì ổng cái bụng khủng khiếp mà mỗi ngày là ổng mập thêm ra nữa. Bữa nay mẹ nhím cũng còn rim rim mà nhờ hôm qua tới giờ ăn ba cái bông đu đủ đực xào chị Hiền bả bày cho đó, thấy nó đắng đó là mình tỉnh luôn. Thành ra là mẹ nhím mới edit được chút xíu clip như thế này. Hẹn nhà mình những tập sau mẹ nhím khỏe mẹ nhím sẽ đăng nhiều hơn. Mình cũng quay nhiều lắm rồi nhưng mà không có edit nổi.